Ánh sẽ được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo Đăng Trọng và xin gửi lời chào đến nhà báo Đăng Trọng ngày hôm nay ạ. À. Vâng, xin lời gửi lời chào đến cô Ngọc Ánh hôm nay cùng với chúng tôi qua chương trình sự kiện trong tuần. Dạ vâng. Chắc là cô Ngọc Ánh thấy trong những thời gian vừa qua nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến qua cái đời sống của chúng ta ở tại hải ngoại, đặc yeah. biệt nhất là mọi người đều quan tâm đến vì cuộc chiến ở tại Ukraine, đặc biệt nhất là những sự kiện đang diễn ra tại thành phố Mariupol. Dạ vâng, đúng vậy. Như hôm nay thì cô Ngọc Ánh muốn nói đến một cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái sự kiện trong tuần lễ này chúng ta cần quan tâm đến? Dạ vâng, rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn trọng. Và vừa qua thì một trong những thông tin mà đang khiến cho rất là nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới đang quan tâm đó chính là chuyến viếng thăm sắp tới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 13 và ngày 4 tháng 5 để mà có thể thiết lập bay ăn giao giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam trong vòng 27 năm vâng à, khi cô nói đến vấn đề chuyến đi của ông thủ tướng phạm minh chính đây là lần đầu tiên ở chức vụ thủ tướng dạ vâng. trong quá khứ có một cái cơ hội ông đã có gặp ông tổng thống joe biden ở tại scotland trong một cái hội nghị gọi là bảo vệ khí hậu toàn cầu thế giới ông phạm minh chính một trong những nhân vật tiêu biểu cho cái quyền lực của cộng hòa hội chủ nghĩa việt nam ngày hôm nay là một trong những người thuộc giới trẻ ông là một trong những người lớn tên từ thành phố thanh hóa ông đã từng đảm nhiệm chức vụ là gọi là bí thư của thành yeah, thư. tỉnh ủy yeah. bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh là một trong những người đã có những cái chương trình xây dựng một bến cảng vân đồn ở tại tỉnh Quảng Ninh và ông hiện nay là một trong những người có thể nói là nắm về quyền hành chính ở tại Việt Nam trước khi đó ông đã từng đảm nhiệm chức vụ là trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tôi nghĩ rằng chuyến đi của ông phạm minh chính vào một cái thời điểm này là một cái thời điểm khó khăn cho dạ vâng. việt nam ở vào cái thời điểm chiến tranh đang diễn ra tại ukraine nhưng mà theo tất cả các tin tức cô nhận được thì đến bây giờ năm nay là năm thứ mấy cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở lại bình thường. Để tôi theo tôi hiểu biết của tôi từ từ năm 1995 là sau một cái thời gian cấm vận và một cái thời gian không có vấn gián đoạn ban giao thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức trở lại thiết lập quan hệ bình thường vào năm 1995. Như vậy đã có 27 năm quan hệ bình thường giữa hai nước. Dạ vâng, đúng vậy ạ. À. Sau năm 1995 khi mà Mỹ và Việt Nam đã mở trở lại rất là nhiều sự ban giao giữa hai bên thì vào năm 2000 là một trong những hiệp định ký kết song phương được ký có tên là Bilateral Trade Agreement và thương mại trở lại và trở thành một trong những trụ cột chính giữa hai quốc gia. Và nhưng theo đó thì những năm sau Việt Nam cũng giống như là Hoa Kỳ cũng có những hiệp định khác vào năm 2006 thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam. Và ngoài ra thì năm 2007 sẽ là hai nước ký hiệp định khung uh, về thương mại đầu tư năm 2007. Vâng. Thì chắc cô uh... À, Ngọc Ánh đã biết rằng qua những cái thời gian gần đây, đặc biệt là cách hai ngày qua thì chúng tôi đã nghe lời tuyên bố của bà Lê Thị Thu Hằng, Hằng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội Việt Nam nhấn mạnh về chuyến đi sắp tới diễn ra vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 5 và trong cái chương trình dự định sẽ có một buổi gặp gỡ tay đôi giữa ông tổng thống Joe Biden và ông thủ tướng Phạm Minh Chính. Một trong những sự kiện mà bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh là sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hai quốc gia đã có những cái bước tiến gọi là trên cơ sở cũng có lợi tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và có thể ký thể chế chính trị của nhau à, chắc cô Ngọc anh cũng biết thể chế chính trị của Việt Nam nó khác hẳn với dạ cái đúng. thể chế chính trị ở tại Hoa Kỳ và trên cơ sở Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển và đi vào như thế gọi là chiều sâu hiệu quả bền vững vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu Ngọc Ánh nhìn vào cái vấn đề hiện nay trong cái chuyến viếng thăm sắp tới của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, điều mà tất cả các giới thảo tin ở đây đều biết rằng tất cả các giới thông tin, tất cả giới báo chí tới truyền hình, truyền thanh đều quan tâm đến những sự kiện mà Việt Nam đã có những hành động cụ thể tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc qua cái trận chiến giữa Việt Nam và à, giữa ở Nga và Ukraine. Dạ đúng cái câu hỏi mà giới báo chí sẽ chờ Việt phái đoàn của Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam đến để có những cái câu hỏi trực tiếp về tất cả những sự kiện liên quan đến những cái phiếu trắng đến tất cả những cái sự kiện về quan điểm lập trường chính trị của Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam như thế nào đối với cuộc chiến của Ukraine. Cô Ngọc Ánh có theo dõi có thấy cái vấn đề đó nổi bật lên trong cái chuyến đi sắp tới hay không? Dạ vâng, thật sự ra mà nói vấn đề giữa Việt Nam cũng giống như là Hoa Kỳ trong suốt 27 năm vừa qua vẫn giữ luôn một cái quyết định là cả hai hợp tác. Tuy nhiên, câu hỏi này vẫn được rất nhiều giới báo chí đặt ra, đó chính là nếu như trong trường hợp Việt Nam sẽ đóng vai trò như thế nào và những hành động của Việt Nam có ảnh hưởng gì đến ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không trong chuyến thăm đi sắp tới đây ạ? À? Nhưng mà nếu một anh nhìn xa hơn một chút xíu nữa thì trong thời gian gần đây tất cả những quan hệ giữa hai bên đã có một cái gọi là một cái tiềm ẩn mới muốn nâng cao đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Mà nếu chúng ta nói đến nâng cao đối tác chiến lược mà trong những cái sự kiện gần đây qua cái chiến trận ở Ukraine cho thấy hình như lập trường và cái quan điểm của Việt Nam chưa xích lại gần với thế giới cũng giống như là phía tất cả những quốc gia Tây Âu cũng giống như Hoa Kỳ. Đó là bằng những cái phiếu trắng và không mạnh dạn lên án tất cả những cái sự gọi là xâm lăng can thiệp của Nga và Ukraine. Đó là hai cái đối kháng lập trường chính trị mà liệu ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời thế nào với tất cả những cái buổi gặp gỡ với tất cả các giới báo chí cũng giống như tất cả các quan chức của Hoa Kỳ, đặc biệt là qua những vị thượng nghị sĩ của hai của hai đảng lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng giống như một số số dân biểu tại Hạ viện cũng giống như tất cả các viên chức của Bộ Ngoại giao và đặc biệt là cuộc gặp gỡ tay đôi giữa ông và ông Joe Biden. Dạ vâng, ngoài ra thì một trong những câu hỏi khác mà đang khiến cho rất nhiều người lập luận ở đây đó chính là Mỹ. Liệu đang muốn nâng cao và vấn đề chính trị, tức nghĩa là vươn lên những ngôi đầu bảng về vấn đề mạnh chính trị tức là chúng ta sẽ có chống đi tất cả những vấn đề về là độc tài và thậm chí là những vấn đề khác xoay quanh câu chuyện như là đảng cộng sản vậy thì nếu như họ sẽ thúc đẩy kinh tế ưu tiên vấn đề kinh tế để mà bỏ lờ đi những cái hành động khác của trung quốc của việt nam vậy thì mỹ sẽ chọn về phe nào kính thưa nhà báo Đăng trọng Thật sự mà nói thì thưa, thưa cô Ngọc Ánh cái vấn đề Mỹ không chọn vì lúc này Mỹ là coi Việt Nam như là một đối tác chiến lược và họ càng ngày càng ngày càng muốn nâng cao cái đối tác chiến lược này lên và đặc biệt là họ dành những cái quyền ưu tiên cho những gì họ đã dành cho Trung Quốc 4 thập kỷ trước đây qua cái vấn đề kinh tế. Nếu cô Ngọc Ánh nhìn vào tất cả cái bảng mà báo cáo thì cho thấy rằng cái số lượng mà gọi là cán cân mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã đi đến một cái sự gọi là thăng tiến rất lớn. Và cái cán cân giữa hai bên phần lớn thiên về phía Việt Nam nhiều hơn Vì Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ rất nhiều Và mang lại một cái thành quả kinh tế trong thời gian gần đây Bởi thế, việc trước tiên chúng ta phải nói đến cái vấn đề cuộc biến thăm này là mang ý nghĩa gì về vai trò của Việt Nam trong khối tất cả những quốc gia ở Đông Nam Á Nhưng có một cái điểm cụ thể mà chúng ta cần bàn cãi đến đó là số phận của Việt Nam như thế nào Sau khi họ vẫn tiếp tục tuyên bố, theo như lời bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố nhiều lần là Việt Nam vẫn coi Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc phần lãnh thổ của Việt Nam, mà trong lúc đó thì tất cả những cái hoạt động ở ngay Trường Sa và Hoàng Sa càng ngày càng tỏ cho thấy rằng Trung Quốc có những cái dấu hiệu muốn chiếm đoạt hoàn toàn Hoàng Sa và Trường Sa. Thế thì một mai kia nếu có những cái hành động quân sự đối chọi giữa hai bên, Việt Nam sẽ đóng cái vai trò gì khi mà Việt Nam vẫn có những cái thái độ có thể nói không có gọi là rõ ràng về cuộc chiến tranh giữa Nga xô và Ukraine? Rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn Trọng. Chúng ta nói lại một lần nữa về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa. Thứ nhất, tại sao Trung Quốc lại muốn chiếm giữ nguyên một cái bản đồ đường lưỡi bò? Bởi vì thứ nhất đó là khu vực thuộc địa EEZ hay còn gọi là Exclusive Economic Zone và khu vực này sẽ là khu vực kinh tế chung của cả ba quốc gia bao gồm Philippines, Việt Nam và cả Trung Quốc. Cho nên nếu như ba khu vực này cộng lại thì nếu như Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc thì họ sẽ rất dễ dàng trong công việc là đánh cá hay là thậm chí rằng là thu mua thải sản ngoài ra hơn đó chính là về vấn đề xây dựng những cơ sở về quân lính quân đội ở đó kính thưa nhà báo đăng trọng Thế là dĩ nhiên thưa cô Ngọc Ánh, Hoàng Sa, Trường Sa là một trong những lần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Dạ vâng. Và đến bây giờ thì Việt Nam, Cộng Hòa xã chủ nghĩa Việt Nam vẫn xem Hoàng Sa là cái huyện đảo, là một phần lãnh thổ của chúng ta. Thì không có một cái lý do gì để có thể cho Trung Quốc tiếp tục xây dựng tất cả những cái cơ sở từ hạ tầng cho đến tất cả cơ sở quân sự ở tại hai cái vùng lãnh thổ này. Điều này là một trong những sự kiện mà chúng ta có thể bàn cãi đến trong cái phần tới của cái chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đang cùng đến với chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo đàn trọng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau ít phút nữa nha. Cao nguyên gâm can Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người, thiên, địa, nhân tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc đó là gươm sang nhân sâm có chất lượng hàng đầu thế giới FEC International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc hắc sâm lát hắc sâm linh chi viên cao hắc sâm linh chi trà rễ sâm kẹo hắc sâm sugar free đặc biệt Vina Chin Sang chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối xin gọi 714 868 6868 Ngọc Ánh là cảm ơn quý vị khán giả vẫn đang theo dõi chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo Đan Trọng. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta quay trở lại với câu chuyện Hoàng Sa và Trường Sa thì Ngọc Ánh cũng muốn hỏi nhà báo Đan Trọng rằng là vai trò của Việt Nam sắp tới đây trong cuộc viếng thăm này sẽ như thế nào, sẽ có lâm vào tình thế khó khăn hay không khi mà cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga vẫn đang ngày một xảy ra. Việc trước tiên chúng tôi muốn đề cập đến chuyến đi của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nó mang một cái hình thức chính trị rất lớn cho Việt Nam trong những ngày tháng tới đây. Dạ vâng việc trước tiên là hoa kỳ và việt nam muốn nâng cao cái đối tác chiến lược với nhau để có thể yểm trợ cho nhau về vấn đề an ninh của hai quốc gia và đặc biệt nhất là hoa kỳ đóng cái vai trò quan trọng trong biển đông bởi thế trước khi chúng ta đề cập đến biển đông thì chúng ta phải nói đến những gì hiện nay có thể nói ở trong cái tí, thế gọi là tiến thế hối lượng nam Yeah. Tiến cũng không được mà thối cũng không được của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vai trò của họ ở tại là ở tại về cuộc chiến của Nga Xô và Ukraine thì chắc cô uh, Ngọc Anh cũng biết rằng Việt Nam đã có những cái quan hệ lâu dài với Liên bang Xô Viết ngày xưa đã có những cái trao đổi về văn hóa kinh tế chính trị và ngay cả cái vấn đề yểm trợ quân sự nữa. Thì lẽ dĩ nhiên là càng ngày càng bước thì Việt Nam xích gần đến Trung Quốc vì vào cái địa thế của Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng là phải nói rằng là Việt Nam đã chịu rất nhiều cái ảnh hưởng với cái vai trò của Nga Liên Xô ngày trước và bây giờ thì là Nga ngày hôm nay. Việc trước tiên chúng ta nói đến Hà Nội, đây là một trong những có những cái ba cái thỏa thuận ở cấp độ cao nhất để đối ngoại mà Việt Nam đã cam kết. Là việc trước tiên là Moscow và Hà Nội đã có những cái mối liên hệ chiến lược rất quan trọng. À, Việt Nam cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Ukraine. Hai quốc gia đều có những cái mối quan hệ với nhau. Về mặt thương mại thì Ukraine là một trong những cái thị trường quan trọng cho hàng xuất khẩu Việt Nam sang châu Âu và cũng nghĩa là quốc gia mà Việt Nam có mối giao hữu thân thiện từ ngày nào đến bây giờ. Ukraine cũng là một cái cung cấp gia cấp cung cấp các thiết bị quân sự cao cấp và hiện đại hóa quân đội cho Việt Nam và một phần công nghiệp quốc phòng của liên xô cũ cũng nằm trên lãnh thổ của ukraine bởi thế chúng ta cần biết một phần vũ khí của việt nam từ những thập niên năm 1990 được hiện đại hóa là nhờ các nhà công nghiệp ở ukraine dạ vâng thế thì bây giờ việt nam chưa có tỏ một cái thái độ mạnh dạn để lên án sự xâm lăng ukraine của nga xô đây là một trong những vấn đề rất khó khăn trong cái chuyên đề của ông thủ tướng phạm minh chính rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn trọng. Thứ nhất là vấn đề giữa ban giao hai nước Việt Nam và Mỹ sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta cũng phải chờ xem những thông tin tiếp theo vào ngày 13 và ngày 4 tháng 5 sắp tới. Và bây giờ thì trở lại với câu chuyện Hoàng Sa và Trường Sa thì Ngọc Ánh không biết rằng nhà báo đàn trọng nghĩ sao về vấn đề Trung Quốc liệu sẽ vẫn tiếp tục những cái hành động như là xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và những khu vực khác cận Biển Đông hay không ạ? À? Việt Nam trong tương lai sẽ không đơn độc trong vấn đề bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Vì sao tôi nói được như vậy? Vì hiện nay nếu mà cô Ngọc Ánh nhìn vào cái bản đồ của những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ngoại trừ là một quốc gia Cambodia, chứ còn tất cả những quốc gia khác kể cả Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia đều lên tiếng và có thể nói lên án một cách rất gắt gao về đường lối xâm lăng của uh, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đối với Biển Đông thì một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng là có thể nói là Việt Nam nếu cần cái sự bảo trợ cũng cần không cái sự ủng hộ và đồng tình giúp đỡ của tất cả những quốc gia ở trong khu vực lân cận thì Việt Nam cần phải bày tỏ rõ ràng cái lập trường của cái chiến tranh Nga và Ukraine ngày hôm nay đối với họ là vì chúng ta không thể nào một cái chơi một cái văn bài gọi là đu dây như ngày xưa chúng ta hay nói. Nhưng đây là một cái sự kiện để nói lên rằng là chúng ta phải tôn trọng tất cả những bản hiến trương quốc tế và đặc biệt Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trong khi tất cả các quốc gia đại đa số ở tại Liên Hiệp Quốc đều lên án một cách gắt gao về cái cuộc xâm lăng của Nga xô đối với Ukraine tất cả những hình ảnh, tất cả những gọi là chiến hình ảnh, tất cả những cái uh, gọi là phóng sự truyền hình của các hãng thông tấn lớn đánh đi đã cho thấy rằng những người dân vô tội đã bị chết dưới cái lần đạn oan uổng một cuộc tấn công có thể nói rằng không có lý do chính đáng giữa nga đến với ukraine. Dạ vâng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy một trong những sự kiện quan trọng mà chính ngay tổng thống Joe Biden cho dù ông đã hơi đi quá xa khi ông cho rằng cái cuộc hành quân và chính ở tại Ukraine do ông Vladimir Putin chủ trương là một người tiêu biểu cho chính sách gọi là diệt chủng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy không còn xa lạ gì nữa tới những cái chết và những người, những cái người gây nên những cái chết này đó là những người đã nhúng tay vào tội phạm chiến tranh thì khi mà nếu Việt Nam không lên án tất cả những hành động tội phạm chiến tranh này nếu trong tương lai Trung Quốc tấn công một phần lãnh thổ ở phía Bắc một phần lãnh thổ ở ngoài ngoài khơi Trường Sa và Hoàng Sa thì liệu lúc đó ai là sẽ người cùng với Việt Nam để lên án những cái hành động xâm lăng của Trung Quốc rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn trọng. Tuy nhiên, chúng ta phải lật lại quá khứ một chút xíu. Vào năm 2016, thì United Nations cũng là một trong những hiệp hội quốc tế thế giới và họ cũng cho rằng là vấn đề về xâm lăng Biển Đông của Trung Quốc vào năm 2016 là hoàn toàn bất hợp pháp. Cho nên đến, đến tận thời điểm hiện giờ, Hoàng Sa và Trường Sa vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Nhưng trong tương lai, chúng ta không nói trước được bất kỳ điều gì cả. Bởi vì thứ nhất, hiện giờ chiến tranh giữa Ukraine và Nga cũng sẽ là một đáp án dành cho Việt Nam, cũng giống như những quốc gia lân cận như là Đài Loan, Trung Quốc và cũng giống như là Việt Nam. Nhưng mà nếu Ngọc Ánh nhìn kỹ vào tất cả những cái gọi là historical demand tức là cái ghi nhận lại những cái tiến trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng nhiều chiến sĩ hải quân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị hy sinh tại cái quần đảo Cạc Ma và đây là một trong những sự kiện có thể nói tấn công vào tất cả chiến hạm của hải quân Việt Nam vào thời điểm đó. Và đến bây giờ nếu cái tình hình mà gây cấn càng ngày càng gia tăng ở tại Biển Đông thì liệu Việt Nam đóng cái vai trò gì và ông Phạm Minh Chính sẽ nói gì với Hoa Kỳ về tất cả những sự kiện mà Việt Nam đang đối phó với tất cả những gọi là cái ngọn lửa chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở tại Biển Đông. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn đề cập đến một trong những sự kiện mà có thể nói chắc có lẽ cô Ngọc Ánh theo dõi thì cô biết rất nhiều. Đó là vấn đề cái cán cân mậu dịch giữa hai quốc gia hiện nay như thế nào. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo Đăng Trọng. Và hiện tại trong suốt những thời gian vừa qua thì sau khi mà vào năm 2000 mở lại thì phải nói rằng là mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, uh, Việt Nam và và Mỹ có được sự cải tiến rất là mạnh. Cụ thể nhất đó chính là tổng kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ từ 1 tỷ USD vào năm 2000 không, vào năm 2000 đã tăng lên 10 tỷ USD vào năm 2007, chủ yếu nhờ vào tác động ký hiệp định bilateral trade agreement và vào sau năm 2007 thì xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao do một phần là sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để tận dụng lợi thế là nhân công rẻ do chi phí của Trung Quốc càng ngày một nâng cao. Như vậy là qua cái cánh cân mộ dịch giữa hai quốc gia thì Việt Nam cần một cái sự đồng tình và có thể nói giúp đỡ của Hoa Kỳ để bảo đảm cái cánh cân mộ dịch của hai quốc gia có thể nói Việt Nam cần Hoa Kỳ lúc này nhiều hơn phải không? Dạ vâng đúng vậy ạ. Tất cả các hàng hóa mà chúng ta thấy hiện nay Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ mang lại một trong những cái lợi ích tài chính về tới ích kinh tế cho Việt Nam. Cái GDP của Việt Nam nâng cao lên cũng nhờ tất cả các hàng hóa xuất cảng qua Hoa Kỳ vào cái thời điểm này bên cạnh đó thì những gọi là những cái trao đổi về vấn đề à, vấn đề mậu dịch về vấn đề khí hậu toàn cầu về vấn đề văn hóa cũng giống như tất cả những gọi là trao đổi giữa hai quốc gia về vấn đề y tế mà gần đây thì ngọc anh cũng đã thấy qua cái mở qua cái cơn đại dịch này hoa kỳ là một trong những quốc gia đã cung cấp rất nhiều loại tất cả các vaccine cho việt nam và tất cả những cái thiết bị y tế giúp việt nam có thể thoát qua trong cái cơn đại dịch vừa qua phải không dạ vâng đúng vậy ạ nếu tất cả những cái sự kiện đó ở trên cái đà tăng trưởng càng ngày lên thì liệu ông phạm minh chính sẽ bày tỏ cái quan điểm của ông như thế nào với hoa kỳ trong tương lai khi mà ông đang đối diện mỗi một cái sự gọi là đối mặt giữa nga giữa nga và hoa kỳ thì liệu cái vai trò của việt nam trong cái cuộc viếng thăm này sẽ như thế nào thứ nhất nếu như mà việt nam đứng vai trò quan trọng trong cuộc chiến lần này và để trả lời những câu hỏi này thì ngọc ánh và nhà báo đàn trọng sẽ tạm thời nghỉ lao một chút xíu chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau ít phút nữa rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo Đàn Trọng. Cảm ơn cô Ngọc Ánh hôm nay cô đã đưa ra một cái đề tài mà chắc lẽ trong thời gian tới đây cộng đồng người Việt chúng ta cũng đề cập đến rất nhiều. À, chắc cô thấy hiện nay thì không khí trao đổi giữa hai quốc gia càng ngày càng gia tăng và phát triển. Tất cả những chuyến bay thẳng từ Los Angeles cũng giống như tại trong tương lai sẽ xảy ra cũng giống như tại San Francisco trở về Việt Nam tất cả những gói kiện hàng hóa của Hoa Kỳ gửi về Việt Nam cũng giống như Việt Nam gửi xuất hàng Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng ở một cái mức độ đáng kể. À, vấn đề trao đổi sinh viên du học giữa hai quốc gia cũng có thể ở trên mức độ mà chúng ta có thể nói cần quan tâm đến và hy vọng rằng những cái bước tiến đó đem lại một cái sự hưng thịnh trong tương lai cho cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tất cả những cái dịch vụ đặc biệt nhất là dịch vụ du lịch càng ngày càng gia tăng và phía Việt Nam nếu đảm bảo được tất cả những vấn đề môi trường năng lượng cũng giống như vấn đề khí hậu thì có thể nói là Việt Nam là một trong những cái thí điểm mà để cho các cái ngành gọi là phát triển du lịch được phát triển và cái một trong những cái ngành này sẽ mang lại nhiều cái lợi ích về kinh tế cho Việt Nam. Đó là những gì cũng sẽ đề bạt trong cái chuyến đi giữa ông Phạm Minh Chính và ông Tổng thống Joe Biden phải không? Dạ vâng, đúng vậy ạ. À. Và nói đi một lần nữa thì thật sự ra mà nói giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mặc dù rằng là Việt Nam chúng ta có lợi thế nhiều hơn. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì cũng có thể Mỹ cũng sẽ có lợi ích đến rất nhiều đến từ phía của Việt Nam. Sau khi mà có rất là nhiều các nhà máy từ phía Trung Quốc sẽ đổ ngược lại về Việt Nam. Khi mà hiện giờ đất đai thậm chí là nhân công sẽ rẻ hơn so rất là nhiều so với khi mà chúng ta tổng chi phí tại Trung Quốc nhưng có một cái sự kiện mà hôm nay qua cái buổi viếng thăm của ông thủ tướng phạm minh chính chúng ta đề cập đến cái quan hệ giữa hai quốc gia. Việc trước tiên thì, thì phía ông phạm minh chính chưa có những cái quan hệ nhiều với giới báo chí hoa kỳ. Dạ đúng. Ông phạm minh chính chưa có những cái gọi là cái cuộc gọi là gặp mặt với tất cả những cái viên chức ngoại giao hoa kỳ ở đẳng cấp hàng đầu của quốc gia thật sự mà nói thì ông phạm minh chính chỉ là một trong những vị thủ tướng mới có một năm qua mà thôi dạ, vâng, rất trong cái giới lãnh đạo của đảng thì biết ông rất nhiều tuy nhiên nhưng mà dù sao đi nữa thì ông phạm minh chính cũng tỏ ra một cái khuôn mặt có thể nói dễ hội nhập với tất cả những nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới qua cái chuyến đi ở tại scotland năm vừa qua ông đã có cơ hội gặp gỡ thủ lệnh của châu âu ông có cơ hội gặp gỡ tay đôi trực tiếp qua cái chuyến viếng thăm của ông với pháp quốc ông đã có thì giờ để trao đổi tất cả những quan điểm lập trường của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam với cộng hòa pháp quốc qua buổi gặp gỡ với ông tổng thống emmanuel macron và ông cũng có cơ hội gặp gỡ ông Boris Johnson, thủ tướng của Anh để trao đổi về tất cả những vấn đề tài chính mà Anh hiện nay là một trong những quốc gia đứng đầu về vấn đề tiền bạc ở qua những cái tín dụng ngân hàng để Việt Nam có thể sử dụng được trong tương lai. Thì nói tóm lại, lẽ dĩ nhiên Hoa Kỳ là một cái nơi mà ông Phạm Minh Chính hơi bỡ ngỡ và lần đầu tiên ông đến ở với tư cách là một vị lãnh đạo của Việt Nam tuy nhiên bên cạnh đó ông cũng có những cái ưu thế là càng ngày người ta càng hướng về việt nam nhiều hơn và người ta xem việt nam như một cái tiền đồn để có thể ngăn cản sự gọi là phát trướng bành trướng đế quốc của trung cộng nhưng bây giờ thì trở lại một cái sự kiện quan trọng như mà chúng ta đề cập lúc ban nãy ông sẽ gặp giới báo chí bắt buộc chúng tôi biết rằng là ông phạm minh chính sẽ gặp giới báo chí yeah, vâng. nhưng mà gặp báo chí trong đó có báo chí người việt ở tại hải ngoại trong đó có báo chí của những hãng thông tấn truyền hình lớn như là cbs như là cnn như là Fox, như là msnbc abc và tất cả những hãng này sẽ đặt cái vấn đề gì với ông phạm minh chính trong buổi gặp gỡ mà ông phạm minh chính có cơ hội sẽ gặp gỡ báo chí hoa kỳ một trong những vấn đề mà ngọc anh nghĩ rằng là có thể đặt đến đó chính là vị trí hiện tại của việt nam sẽ đứng về phi ngang về mỹ hơn hay là thậm chí là sẽ nghiêng về nga hơn bởi vì được biết rằng là các quốc gia liên kết với nhau thì thường cũng phải có chung một đề lối chính trị và nếu như vậy thì việt nam phải tỏ rõ được là cá nhân của mình sẽ thuộc về phe nào chúng ta bảo vệ được những người dân vô tội tại ukraine hay chúng ta sẽ đứng về với đồng minh của chúng ta trong suốt những năm vừa qua thì đây sẽ là câu hỏi mà khiến cho thủ tướng phạm minh chính phải trả lời ạ tôi nghĩ rằng ông phạm minh chính sẽ đưa ra một cái quan điểm lập trường chính trị trong tương lai của ông về tất cả những gì đã đang và sẽ xảy đến ở tại ukraine nhưng một cái vấn đề mà bắt buộc ông phạm minh chính cho dù có những cái liên hệ mật thiết với cộng hòa liên bang nga như thế nào đi nữa ông cũng phải tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và tất cả những sự kiện mà bản tuyên ngôn thuộc tác nhân quyền bao gồm về vấn đề quyền của con người và tất cả những sự kiện gọi là xâm phạm, tội phạm, chiến tranh đang, đã và có thể sẽ xảy đến ở trong Ukraine cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cho ông Phạm Minh Chính. Lẽ dĩ nhiên ông cũng có quyền bào chữa cũng giống như bảo vệ tất cả những cái quan điểm chính trị và lập trường của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, điều mà ông bảo vệ liệu có đi đúng với tất cả những gì mà tất cả những thành viên của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra. Tất cả những hình ảnh ở tại Mariupol cũng giống như ở tại Bucha, tất cả những cái cuộc thảm sát, tất cả những cái hồ chôn tập thể như vậy, liệu Việt Nam sẽ lên tiếng như thế nào? Hoặc là chúng ta lầm lơ, hoặc là chúng ta phải lên án cùng với tất cả những người bạn của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới và một lần trong lần nữa là với một tư cách một quốc gia càng ngày càng có tiếng ở tại tại liên hiệp quốc liệu Việt Nam có thể không nói lên tiếng nói hay là đồng tình với những gì mà Nga Xô đã hiện nay đang làm ở tại Ukraine. Dạ vâng trong suốt những thời gian vừa qua thì Việt Nam vẫn như luôn giữ lập trường là trung lập, thậm chí là vấn đề về biển Đông Việt Nam cũng sẽ tôn trọng vấn đề về lãnh thổ chủ quyền và hy vọng rằng là Trung Quốc cũng sẽ như vậy trong vấn đề tranh chấp biển Đông. Tuy nhiên nếu như trong thời gian sắp tới mà Việt Nam vẫn giữ thái độ trung lập thì theo nhà báo đàn trọng đây là có lợi hay là có hại ạ? À? Lại nhìn trong một cái quốc gia sẽ có cái đường lối chính trị của họ khi chúng tôi không được biết thế nào để là gọi là lợi, thế nào là hại. Nhưng có một vấn đề mà hiện nay như cô Ngọc Ánh đã thấy một vài quốc gia có những cái sự liên hệ với Nga Xô cũng bị ảnh hưởng đến với vấn đề gọi là trừng phạt kinh tế và trời chánh của những quốc gia Tây Âu cũng giống như là Hoa Kỳ. Cô thấy vấn đề năng lượng dầu hỏa là một trong những gọi là cái nguyên liệu cần thiết cho cái sự sinh hoạt gọi là đời sống của những người dân Tây Âu và hiện nay họ đang nhờ vào cái nguồn cung cấp gọi là nguyên liệu về dầu hỏa đến từ Nga. Nhưng họ đã quyết định và có thể nói tẩy chay tất cả các hàng hóa này để đi đến một cái chương trình trong tương lai cắt đứt toàn vẹn với là Liên bang Nga vì họ trong rằng Nga đã có những hành động xâm lược Ukraine thì đến bây giờ Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Việt Nam của chúng ta nếu không có những cái hành động rõ ràng về vấn đề gọi là trao đổi với nga trong tương lai về vấn đề mậu dịch với nga như thế nào thì có thể Việt Nam cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân của cái vấn đề gọi là trừng phạt kinh tế và tài chính đối với nga cũng có thể là ảnh hưởng đến với Việt Nam. Đây sẽ là một câu hỏi khó dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và trong vài ngày 13 và ngày 4 sắp tới đây, chúng ta hãy cùng theo dõi sự kiện đó nhé. Và bây giờ thì có một cái sự kiện tiếp theo mà Ngọc Ánh nghĩ rằng là nhà báo quan Trọng rất là muốn nhắc đến đó chính là vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cái cuộc chiến tranh ở Nga và Ukraine thì đến bây giờ chúng ta đều nói đến một trong những cái vấn đề quan trọng là 70.000 quân, quân Nga hiện nay đang giàn trận ở các tỉnh ở miền Donbass và họ sẽ mở một cái cuộc chiến tranh và một cái trận chiến gọi là đi đến cái hội kết cuộc của trận chiến Ukraine. Và trong lúc đó thì phía Ukraine càng ngày càng nhận được những cái nha tăng quân sự từ các quốc gia Tây Âu cũng giống như là Hoa Kỳ. Đặc biệt nhất là ông Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp và có thể nói ông mở rộng là cái hậu bao của Hoa Kỳ để đưa đến một cái gói viện trợ đặc biệt 800, 800 triệu Mỹ Kim cho tất cả các quân dụng mà có trước đây gọi là quân dụng hạng nặng mà Hoa Kỳ tránh để có thể giúp đỡ cho Ukraine. Trận chiến sẽ diễn ra việc trước tiên chúng tôi muốn nói đến cái hậu quả cuộc chiến này bao nhiêu người sẽ nằm xuống bao nhiêu thành phố sẽ bị cái cảnh đổ nát bao nhiêu tất cả những gọi là hậu quả của chiến tranh do nga và ukraine gây ra sẽ là một trong những cái hành động mà chúng ta nghĩ đến tương lai sẽ dành nhiều thời giờ để xây dựng lại vì nền kinh tế của ukraine cũng không thể tiếp tục sống được trong cái khi đối chọi với cộng hòa liên bang nga qua cái cuộc chiến tranh sắp tới nhưng vấn đề vũ khí sẽ tiếp tục sẽ đến tất cả những hỏa tiến uh, uh, những hỏa tiến sẽ sắp được chuyển đến ở tại uh, ukraine tất cả những chiến xa hàng nặng cũng có thể sẽ gửi đến qua cái vật đợt gọi là thông báo của anh quốc gửi 130 chiến xa đến cũng giống như tất cả các cơ phần rời cũng giống như máy bay để tạo nên cho một cái sự phòng thủ và để bảo vệ tất cả các phi trường của ukraine cũng sẽ được gửi đến thì có thể nói rằng chúng ta sẽ thấy được một cái cuộc chiến tranh tàn ác sẽ sắp diễn ra trong những ngày gần đây. Bây giờ thì câu hỏi được đặt ra là liệu đến bây giờ sau 54 ngày như vậy thì chúng ta đã thấy cái cuộc chiến tranh này như thế nào. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn Trọng và quý vị đang cùng đến với chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo đàn Trọng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau ít phút nữa nha. quán chắc là có vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình sự kiện trong tuần cùng với Ngọc Ánh và nhà báo Đàn Trọng và trở lại với sự kiện giữa chiến tranh Ukraine và Ukraine và Nga trong suốt những ngày vừa qua thì được biết rằng là tính đến ngày 20 tháng 4 thì tổng thiệt hại trận chiến đấu của Nga bao gồm làm 815 xe tăng, 2087 xe bọc thép, 319 hệ thống pháo và 136 hệ thống tên lửa phóng đại. Trong đó có thêm 67 hệ thống phòng không, 171 máy bay, 150 trực thăng và 1.504 phương tiện cơ giới, 8 thuyền, 76 thùng nhiên liệu và 165 máy bay không người lái. 27 thiết bị đặc biệt và 4 hệ thống tên lửa đạn tầm ngắn SRBM đều bị phá hoại. Thế thì Ngọc Ánh theo dõi tất cả các sự kiện liên quan đến cuộc chiến này đến ngày hôm nay thì phía Ukraine cho biết rằng là quân của Nga đã thiệt hại trong cái cuộc chiến tranh này lên đến con số như thế nào? Đến tận thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có rằng là Nga đã mất khoảng 20.900 quân ở tại khu vực Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chỉ là phía thông tin đến từ phía của hãng thông tấn Ukraine, Ukraine Forum cho biết. Còn phía của Nga thì họ vẫn chưa đưa ra con số chính xác nào, kính thưa nhà báo. Thế thì bây giờ vai trò của ông Vladimir Putin hôm thứ Năm ông nói rằng là ông cần phải xông vào cái nhà máy nghĩa là đưa quân đội thẳng đến cái nhà máy thép ở có tên là Azotan ở tại thành phố Mariupol và tất cả những cái người của địa gọi là lữ đoàn thì quân lục chiến ở đó liệu họ có thể đương đầu được cái cuộc tấn công cuối cùng vào thành phố Mariupol của ông Vladimir Putin hay không? Trong suốt những thời gian vừa qua, thì nhóm đính cuối cùng của Ukraine tại Mariupol được cho là đã đi cùng với 1.000 dân thường đã trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal uh, trở thành phố lớn tại Mariupol vừa qua. Và tối hậu thư của Moscow được đưa ra, thì chỉ huy địa phương Ukraine đã cảnh báo quân đội của ông là cần chỉ có thể cầm cự trong vòng vài ngày hoặc là vài giờ nữa thôi. Đến tận thời điểm hiện tại, thì thị trưởng cũng cho biết rằng là nói với kênh truyền hình quốc gia Ukraine rằng hy vọng sẽ gửi đến 90 chuyến xe bus để mà có thể sơ tán khoảng 6.000 người vào thứ tư sắp tới đây. Ông cũng cho biết là khoảng còn 100.000 người vẫn còn mắc kẹt tại thành phố Mariupol. Thế thì phía tin, tức tình báo của Hoa Kỳ đến bây giờ thì cho biết rằng là bao nhiêu đơn vị tiểu đoàn của Nga đã dàn quân ở tại miền đông của Ukraine. Chính thưa nhà báo Đăng Trọng, hiện giờ vào thứ Ba vừa qua có khoảng 76 tiểu đoàn chiến thuật, các đơn vị thiết giáp, bộ hình và phòng không kết hợp của Nga đang hoạt động tại bên khu vực Ukraine và có khoảng 12 trong số này tập trung vào thành phố Mariupol. Nhưng mà nếu thành phố Mariupol thất thật sự thất thủ thì cái lợi phía đến với Nga như thế nào? Thực sự mà nói rằng đến tận thời điểm hiện giờ rất nhiều người đặt câu hỏi rằng là tại sao tổng thống Vladimir Putin vẫn quyết định tấn công vào nhà máy. Và đây là câu hỏi mà Ngọc Anh cũng muốn dành cho nhà báo đàn trọng. Thế thì theo nhà báo đàn trọng tại sao khu vực nhà máy này lại có thể có lợi ích nhiều đến như vậy? Vì trước tiên là qua 54 ngày mà chiến tranh đã diễn ra ở trên đất Ukraine, Nga chưa có một cái chiến thắng ở trong tầm tay. Dạ vâng. Và cái sự chiếm đoạt được thành phố Mariupol mang một cái tiếng rất là tai hại cho cái gọi là những cái điều theo công ước chiến tranh đã lên An Nga, bởi thế cuối cùng nga bằng mọi giá phải làm sao chiếm được cái thành phố này. Nhưng về cái phương diện gọi là địa dư và gọi là địa cái cái, cái căn cứ quan trọng của tất cả các hải cảng ở trong vùng bán đảo Crimea thì có thể nói thành phố Mariupol là một cái cửa ngõ để đón nhận tất cả các vấn đề tiếp tế từ khắp nơi đến. Nếu cảng Mariupol đã được điều hành bởi Nga thì có thể nói đây là một nơi đóng kín lại cái khép cửa để ban giao phía ngoài đến với Ukraine. Nhưng liệu cái việc này có thành đạt được cái kết quả như ông Vladimir Putin mong muốn hay không? Trong những ngày vừa qua thì chắc có lẽ Ngọc Ánh cũng nghe nói đến ông Vladimir Putin đã cho quân đội Nga của ông phóng thử tất cả các hỏa tiễn gọi là liên lục địa mà chúng ta hay gọi là ICBM. Dạ, những vâng. cái hỏa tiễn này nó có cái tầm chiều xa khoảng trên 8.000 km. Và đây là một cái hồi còi báo hiệu cho biết rằng nếu tất cả những cái mục tiêu ở trên bộ Ukraine không đạt được cái kết quả như ông Vladimir Putin mong muốn thì có thể thế giới càng ngày càng xích lại, đại chiến càng gần hơn. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo đàn trọng. Ngoài ra thì nếu như thật sự Nga có thể chiếm được thành phố Mariupol thì Nga sẽ có thêm 10.000 quân rảnh tay và tham gia vào cái cuộc tấn công tập trung của Nga vào khu vực Donbass. Ngoài ra thì nếu như mà Mariupol bị chiếm thì Nga sẽ có hoàn toàn kiểm soát biển Azov, cắt đứt thương giao hàng hải giữa Ukraine cũng giống như là các quốc gia khác. Điều đó có nghĩa rằng là Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong vấn đề vận chuyển về lương thực và nếu không thì sẽ là vấn đề về vũ khí. Trong những ngày vừa qua, đó là những ngày ở các tỉnh phía đông thì tất cả những tín đồ chính thống giáo của Nga cũng giống như Ukraine đang chuẩn bị cái tuần lễ là gọi là lễ phục sinh. Dạ vâng. Tất cả những yêu cầu về tất cả những cuộc ngưng bắn, tất cả những yêu cầu để cho di tản những người dân hiện nay đang còn mắc kẹt ở tại thành phố Mariupol hình như đã không đạt được ý kiến của hai bên một cách gọi là chính xác và cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Thế thì bây giờ đi đến một cái vấn đề cuối cùng của cái buổi nói chuyện hôm nay trao đổi với cô Ngọc Ánh đó là vấn đề cái ảnh hưởng của người dân Nga như thế nào với cái cuộc chiến đã đang và sẽ xảy đến. Việc trước tiên là trong cái thời gian ngắn liệu Nga Xô đủ có thể cái thời giờ để xây dựng tái lập lại tất cả những gì họ đã mất mát trong cái thời gian vừa qua về vấn đề quân đội của họ hay không? Kính thưa nhà báo đăng trọng, trong suốt những thời gian vừa qua, sau một thời gian dài phải nói rằng là cả hai bên thiệt hại và tổn thất cũng khá nhiều một chín một mười chứ không phải là bên Nga thiệt hại hơn hay là bên Ukraine thiệt hại hơn. Tuy nhiên đến tận thời điểm hiện giờ, Nga sẽ phải đương đầu một vấn đề khó khăn nhất là vấn đề về kinh tế. Trong thời gian sắp tới, nếu như mà các lệnh trừng phạt, sanctions hay còn gọi là sát phạt đến từ phía của Hoa Kỳ cũng giống như là các quốc gia châu Âu, thì Nga sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề là giao thương thứ nhất là về đồng đô la, đồng rút. Cái thứ hai đó chính là về các mậu dịch mà giữa các bang giao các nước khác nhau. Hiện giờ Nga chỉ có đúng một quốc gia mà phải nói là bạn tâm giao đó chính là phía Trung Quốc. Cho nên nếu liệu trong thời gian sắp tới mà phía của Mỹ hay là châu Âu làm lớn lên, làm căng lên áp lực vào phía Trung Quốc thì liệu Trung Quốc sẽ còn ủng hộ Nga một cách hoàn toàn nữa hay không? Tôi thì chắc là tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đi từ đầu cho đến cuối cuộc chiến này với Nga vì thế không thể nào Trung Quốc mà gọi là nửa đường đứt gánh với Nga được. Nhưng điều này cũng gây nên một cái khó khăn cho tình hình thế giới khi mà cái quan điểm và lập trường chính trị của Nga thiên hạnh về Trung Quốc và Trung Quốc không còn dè dặt để công khai tuyên bố những cái sự ủng hộ của họ cả về tinh thần lẫn vật chất đối với Trung Quốc và điển hình nhất là hiện nay thì có thể nói rằng Trung Quốc đóng một cái vai trò quan trọng trong cái vấn đề yểm trợ tất cả những nhu yếu phẩm cho Nga Sô trong cái cuộc chiến mà ông Vladimir chủ trương trong những ngày vừa qua. Và nhà báo Đăng Trọng cũng biết không, thật sự ra mà nói thì rất là nhiều giới báo chí hoặc là cũng có rất là nhiều dư luận cho rằng là thật sự mà nói phía Trung Quốc có ủng hộ Nga hay không thì điều này cũng không thể nào mà ủng hộ một cách 100% hay là ủng hộ hoàn toàn được mặc dù cả hai bên đã ký hợp ước là không giới hạn. Tuy nhiên nếu như mà phía áp lực từ phía của Hoa Kỳ hay thậm chí là các quốc gia châu Âu thì Trung Quốc buộc phải giảm lại bởi vì thứ nhất rằng là Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn còn có rất nhiều sự giao thương giữa hai các nước khác nhau. Cho nên nếu như mà thật sự phía Trung Quốc làm như vậy thì liệu mối bàn giao giữa họ và Mỹ có còn giữ được lập trường hay không? Đó là do tại sao mà đến tận thời điểm hiện giờ Trung Quốc vẫn cứ dở dở ương ương, cứ 50-50 mà không đến tiến tới có thể nói rằng trung quốc luôn luôn là một trong những quốc gia bảo vệ được cái nền kinh tế của họ bằng những cái đường hướng gọi là trao đổi mậu dịch với hoa kỳ dạ vâng. cho dù cán cân mậu dịch giữa hoa kỳ và trung quốc có phần chênh lệch và có thể hoa kỳ sẽ có những cái biện pháp trừng phạt trong quá khứ về vấn đề đánh thuế cũng giống như trao đổi cao hàng huế thuế cao hơn về vấn đề nhập khẩu nhôm nhưng điều đó có nghĩa rằng là Trung Quốc chưa hẳn đã có thể nói phục tùng Hoa Kỳ với bị ép, ép ép buộc bởi những cái điều kiện mà bộ kinh tế Hoa Kỳ đưa ra với Trung Quốc nhưng có một cái vấn đề trở lại chiến sự mà tôi muốn gửi đến với cô Ngọc Ánh và để trao đổi với quý khán thính giả ngày hôm nay cuộc chiến sắp tới ở tại miền Đông Bắc nó khác hẳn với tất cả những gì mà Nga Xô đã đối diện với Ukraine trong cái thời gian vừa qua vì tất cả những sự vận chuyển vấn đề hậu cần tiếp tế cho một cái đoàn quân để tiến đến thành thủ đô Kiev có thể nói gặp rất nhiều cái khó khăn và tất cả những cái hỏa tiễn hiện nay được trang bị rất nhiều cho quân đội của Ukraine là một trong những bước khó khăn và có thể nói tiếp là các lực lượng thiết giáp của Nga sẽ gặp tất cả những cái vấn đề trở ngại rất lớn trong cái vấn đề di chuyển để tìm chiếm những cái mục tiêu nhưng ở ngay ở ngay tại miền Donbass thì có thể nói lợi thế và của Ukraine đã không còn nữa vì tất cả những người ở đây đã có một số lực lượng ly khai với quân của Ukraine và đồng thời những cái địa thế ở đây làm cho nga không có bị ràng buộc bởi tất cả những cái chướng ngại vật chung quanh thì theo cô Ngọc Ánh nghĩ rằng khi tiếng súng nổ ra và cái trận đánh đi hồi quyết liệt thì liệu Ukraine có chịu đựng nổi với cái số lượng quân khác biệt nhau, cái tỷ lệ cũng khác biệt nhau nhiều giữa 40.000 quân và có thể nói gần tới 100.000 quân của Nga hiện nay đang đối diện ở mặt trận ở Đông Bắc thực sự ra mà nói vấn đề về 1910 một một như thế này chúng ta vẫn là một câu hỏi vô cùng khó khăn đối với Ukraine bởi vì thực tế mà nói thì hiện giờ quân lính càng ngày càng một ít dần còn trong khi phía nga nếu như một thời gian dài tấn công mà tổng thống Vladimir Putin vẫn tiếp tục cố gắng chiếm giữ luôn cả Ukraine thì chắc chắn một điều rằng là lực lượng sẽ càng nhiều hơn Ukraine và sẽ áp đảo vâng cái may mắn là chúng ta không còn, còn nhiều thì dạ giờ vâng. để bàn cãi về những gì hiện nay đang xảy đến ở tại Ukraine và tôi nhường lời lại cho cô Ngọc Anh vâng và chương trình sự kiện trong tuần cùng với ngọc ánh và nhà báo đàn trọng rất cảm ơn quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình chúng tôi quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào thì cũng có thể liên hệ lại với đài truyền hình để mà có thể chia sẻ câu chuyện của mình cũng với rất là nhiều khán giả trên khắp thế giới ngọc ánh và nhà báo đàn trọng kính chào quý vị khán giả hy vọng rằng là sẽ gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới